Xin chào mọi người nha, xin chào mọi người đã quay lại kênh VN của bên mình nha. Thì hôm nay mình sẽ ra cập nhật lại một số dòng cá màu nha. Đầu năm mình thì mình lên một số dòng cá màu bên mình. Thì bây giờ mình sẽ quay từng dòng báo giá cho các bạn cùng xem nha. Đây, đó. Đầu năm lên những dòng cá đó, đẹp đẹp cho anh em chơi nha. Đó, dòng đầu tiên thì mình quay dòng tím mô sắc cho các bạn cùng xem nha. Đó. Đây. Đó, đây là dòng tím mô sắc nha. Đây size nè, size cho anh em về làm giống nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn, size mái cối nha. Đây là tím màu sắc. Đó, dòng này mình đang bán với giá là 40k một cặp nha các bạn, 40k một cặp rồng tím màu sắc nha. Đó, 40k một cặp. Đó, trống nó lên full platinum cho các bạn luôn. Rồi, rồng tím màu sắc 40k một cặp nha. Đây, trống nè, trống bao đẹp luôn nha các bạn. Rồi, dòng tiếp theo. Dòng này là anh em hỏi rất nhiều luôn. Đợt này nó lên tay bơi rất to luôn nha các bạn. Đây, đây là Dumbo. Dumbo tai bơi to nha các bạn. Đó. Anh em thấy Dumbo đợt này nó lên tai bơi rất là to luôn. Đó. Thấy bản cái bản tai bơi nó rất là bự nha. Xanh đậm nha, chuẩn cho anh em về làm giống nha. Đó, trống thì nó lên full platinum. Full lưng nha, size này size còn tơ nha các bạn. Má mình mới ghép trong máy thôi. Thì con máy nó chưa nó đang ôm bầu chấm bầu thôi nha các bạn. Đó, anh em mua về làm giống thì bao ok luôn. Đó, trống máy. Đó thì Dumbo tai bơi to này thì mình đang bán với giá là 40k một cặp luôn nha. Đó, đầu năm lên đơn giá rẻ cho anh em chơi luôn. Đó, Dumbo tai bơi. Đó, tai bơi to nha. Đó, các bạn thấy không? Cái tai bơi nó rất là to luôn. Đó, size mặc dù size còn rất là tơ. Đó thì size này có 3 tháng rưỡi nữa là tai bơi nó bơi không nổi luôn nha. Nó lên to luôn nha các bạn. Đó. Rồi, 40k một cặp Dumbo. Đây, đây, cái dòng này, dòng viên ngọc, xanh ngọc rất đẹp luôn. Đó, dòng này anh em nuôi một số lượng trong hồ thì bao đẹp luôn nha các bạn. Dòng này dòng Blue Tobat nha. Blue Tobat, màu xanh ngọc. Đó, cái con trống này, màu xanh xanh ngọc rất đẹp luôn. Đó, mái thì nó đang ôm màu nha, trống mái nha. Đó, nhìn lên nhìn nè các bạn ha, rất đẹp nha. Đó, mình vớt tay lên cho bạn xem luôn. Đây là cá mái nha, cá mái nè, còn cá trống đây. Đó, hơi bị đẹp nha các bạn. Đó, màu xanh nha, xanh ngọc rất đẹp luôn. Đó, xanh nhẹ nhẹ rất đẹp nha. Bản đuôi đợt này nó lên rất là to nha các bạn. Bạn đuôi cá trống đợt này lên rất là to luôn. Mua anh em mua về tha hồ làm giống nha. Blue Tobat. Đó, Blue Tobat thì mình đang bán với giá 40k một cặp nha. Đó, 40k một cặp Blue Tobat luôn nha các bạn. Rồi, dòng tiếp theo. Dòng này dòng rồng xanh, rồng xanh Indo nha. Đó, rồng xanh Indo đợt này là quá đẹp luôn, cá trống này. Đó, anh em thấy không? Đó, cá trống này nó lên hoa văn rất là đậm luôn nha. Tay bơi cũng khá là to luôn. Đó, rồng xanh Indo, trống mái nha. Đó, mái size này là size sinh sản luôn nha các bạn. Mái đợt này size rất là to. Đó, cái bộ vây cũng có mái cũng rất là to luôn nha các bạn. Vây BDS luôn nha. Đó, rồng xanh Indo này các bạn thấy không? Đó, bộ này mình đang bán với giá là 40k một cặp luôn nha. Đó, đợt này lên đồng giá 40k một cặp cho anh em chơi luôn. Đó, 40k một cặp rồng xanh Indo nha. Đó, số lượng có hạn nha. Đó, cuối năm nó mình bán cá cũng gần hết rồi. Đó, đợt này lên lại, đó số lượng cũng không được nhiều. Đó, anh em nhanh tay mua nha. Đó, rồng xanh Indo nha các bạn, rồng xanh Indo mình đang bán với giá là 40k một cặp nha. Đó, 40k một cặp rồng xanh Indo. Rồi, dòng tiếp theo nha. Đó, đây là full gold rít bông nha. Đó, cá trống nha, mình cũng đang tách trống mái nha các bạn. Đó, cá trống này. Đó, nhìn lên xanh đó, lên vàng đó, đẹp luôn. Đây có mái nha các bạn. Đó, mái của mình thì mái nó sẽ lên full tai cho bạn luôn. Đó, các bạn thấy không? Size này cũng đang tách trống mái thôi các bạn. Đó. Cá mái này. Đó, anh em mua về mà lên tầm cỡ 3 tháng, 3 tháng rưỡi thì nó sẽ lên full cho anh em nha. Đó, cá này mình đang bán với giá là 80k một cặp nha các bạn. 80k một cặp. Đó, full gold ribbon, tay bướm phin xe luôn nha. Đó,
đây lên bằng khe luôn nha. Rồi dòng tiếp theo nha, đó dòng tiếp theo là dòng blue Taizang, đó blue Taizang, đó các bạn thấy không, lên đầu xanh rất đẹp luôn. Đó dòng này thì mình chơi 4 năm, gần 5 năm rồi nha, từ lúc mình mới tập chơi tới giờ luôn đó, mình vẫn còn giữ cái dòng này nha, mình rất thích cái dòng này luôn. Đó cái màu nó huyền ảo rất đẹp luôn nha các bạn, đó cái trống nó lên chấm xanh đầu rất đẹp luôn nha các bạn, nó lên chấm xanh đầu rất đẹp luôn. Đây má thì size đó là cối. Đó dòng này mình đang bán với giá là cũng là 40k luôn, đó 40k một cặp luôn nha các bạn, 40k một cặp blue Taizang về làm giống luôn nha các bạn. Đó lên đầu xanh nó đẹp luôn. Đây mái nè các bạn thấy, mái đang ôm bầu hết nha, mái đang ôm bầu luôn. Rồi dòng này dòng rồng đỏ nha. Đó, cá rất là lanh luôn nha các bạn. Mái nè, cái lỗ này cũng khó, rất tròn quá mình khó vớt. Rồi mình lấy cái lỗ rô xanh này. Cá rất là lành đây. Đây rồng đỏ nha. Đó rồng đỏ thì mình đang bán với giá là 35k một cặp nha các bạn. 35k một cặp rồng đỏ nha. Đây rồng đỏ tia, rồng đỏ tia. Đó nó cá rất là lành luôn. Đây. Rồng đỏ tia 35k một cặp nha. Đó, mái này, mái bộ vây ở trên nó BDS rất là rủ rất đẹp nha các bạn. Đó trống mái nha. Đó size cũng còn khá là tơ. Đó thì bán 35k một cặp rồng đỏ tia nha các bạn, rồng đỏ nha. Bộ rồng đỏ 35k một cặp. Rồi, dòng này là dòng HBRS nha. Đó HBRS. Đây HBRS tơ. Đó dòng HBRS tơ thì mình đang bán với giá là 40k một cặp nha các bạn. Đó 40k một cặp HBRS. Đây, vây bộ vây ở trên nó thì nó đang lên. Nó lên lên đỏ nha. Đó. Thì mình bán giá cho anh em bán tầm trung về chủ yếu là anh em chơi. Đó. Dễ chơi. Rồi HBRS thì mình đang bán với giá là 40k một cặp nha các bạn, 40k một cặp HBRS. Đó màu đỏ, đó, đỏ đen rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó thì số lượng cũng lên rất là ít. Rồi dòng tiếp theo là dòng dòng này dòng HB Blue nha. Đó HB Blue, đó trống nó lên full latum rất là đẹp nha các bạn. Đó HB Blue này mình đang bán với giá là cũng là 40k một cặp nha. Đó 40k cặp luôn. Đó 40k cặp HB Blue nha. Đó, mái thì đợt này dòng nào mái cũng sai cối các bạn. Đó về cho anh em sinh sản. Rồi 40k một cặp HB Blue nha các bạn, HB Blue 40k. Đó. Đầu năm lên đơn cho anh em dễ mua. Rồi view, đó view view đây view sọt nha. Đó view sọt thì có mấy con nó sẽ thu nha các bạn. Đó thì mình bán với giá là 35k một cặp luôn các bạn. Đó view sọt, đó view sọt, đó 35k một cặp nha. View sọt 35k nha. Đó những chú hồng nước ngắn đã rất đẹp luôn, anh em mua về thả thủy sinh hay mua về làm giống thì cũng rất là ok nha các bạn. Đó cá là thuần 100% nha các bạn. Đó 100% cá thuần. Đó view sọt 35k một cặp nha. Đó blue tobass nè, nhìn rất là ghiền luôn nha. Đó lên xanh óng ánh long lanh luôn. Rồi thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn. Đó các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để theo kênh nha. Đó anh em nào thích cá thủy sinh, đó, cá thủy sinh thì liên hệ mình nha. Đó mình tặng nha, anh em mua đơn thì mình tặng nha. Ở đây là full red BDS size còn nó tơ luôn. Đó không có chỗ nuôi luôn, chặt hồ luôn nha các bạn. Ở đây cũng là cá con của mình. Đó. Rồi thôi đầu năm chúc anh em sức khỏe nha, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nha.